Giá vàng hôm nay mùng 7 tháng 2, vàng SCC, vàng nhận cao kỷ lục trước ngày thần tài. Giá vàng hôm nay, 7 tháng 2, ở trong nước tiếp tục tăng mạnh khi thị trường giao dịch trở lại sau kỳ nghỉ Tết nguyên đáng và trước ngày vía thần tài mở cửa ngày giao dịch trở lại sau kỳ nghỉ Tết và trước ngày vía thần tài, mùng 10 tháng Giêng, tức ngày 10 tháng 2. Giá vàng hôm nay, 7 tháng 2, tăng mạnh và có sự khác biệt đáng kể giữa các doanh nghiệp, ngân hàng. Lúc 9 giờ, giá vàng SCC được công ty vàng bạc, đá quý Sài Gòn SCC, niêm yết mua vào 62,45 triệu đồng mỗi lượng bán ra 63,15 triệu đồng mỗi lượng tăng 100.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. Nếu so với mức giá đóng cửa trước kỳ nghỉ Tết, giá vàng đã tăng tới 650.000 đồng mỗi lượng. Trong khi đó, công ty vàng bạc đã quý phú nhuận P&G giao dịch vàng SCC mua vào 62,1 triệu đồng mỗi lượng bán ra 63 triệu đồng mỗi lượng, giá vàng SCC tại một số ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng mạnh hơn. Tại ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong TPBank, giá vàng SCC được niêm yết quanh 62,15 triệu đồng mỗi lượng mua vào, 64,2 triệu đồng mỗi lượng bán ra, tăng tới 1,2 triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua. Trong khi đó, giá vàng trang sức giá vàng nhẫn 24k các loại cũng tăng vọt trước ngày thần tài, khi được giao dịch quanh 53,7 triệu đồng mỗi lượng mua vào, 54,4 triệu đồng mỗi lượng bán ra tăng tới 750.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. Đây là mức tăng rất mạnh của giá vàng trang sức từ đầu năm đến nay. Tương tự, giá vàng PNG cũng được điều chỉnh lên 53,7 triệu đồng mỗi lượng mua vào, 54,5 triệu đồng mỗi lượng bán ra, tăng hơn cả triệu đồng mỗi lượng so với những ngày trước. Giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước nhảy vọt trong bối cảnh nhu cầu mua vàng để lấy may của khách hàng thường tăng mạnh dịp Tết và ngày thần tài. Đáng lưu ý, giá vàng trong nước tăng mạnh trong khi giá vàng thế giới không có nhiều biến động lớn, đẩy biên độ chênh lệch tiếp tục lên mức cao kỷ lục mới, lúc 9 giờ ngày mùng 7 tháng 2 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 1810 đô mỗi ao, chỉ nhích nhẹ so với giá đóng cửa cuối tuần trước, hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá niêm yết vào khoảng 49,7 triệu đồng mỗi lượng thấp hơn giá vàng SCC khoảng 14 triệu đồng mỗi lượng và thấp hơn giá vàng trang sức gần 5 triệu đồng mỗi lượng. Tỷ giá trung tâm sáng nay được ngân hàng nhà nước niêm yết ở mức 23.081 đồng mỗi đô, giảm 18 đồng mỗi đô so với trước kỳ nghỉ Tết. Giá USD ở các ngân hàng thương mại được giao dịch quanh 22.510 đồng mỗi đô mua vào, 22.790 đồng mỗi đô bán ra, tăng 10 đồng mỗi USD so với trước kỳ nghỉ Tết.